trung thu chay nhân thập cẩm nhà mình đã nướng xong nha quý vị. Mời cả nhà mình ăn bánh trung thu. Ngon lắm nha. Hôm nay mình làm bánh trung thu chay nha mấy bạn. Đây là phần trộn bột, mình sẽ trộn 125g bột số 8 nha. 125g bột số 8. Cái này mình cân rồi. 125g bột số 11 nha. Đó, bữa nay mình trộn 250g bột. Và 1/4 muỗng cà phê bột baking soda, 1/4 muỗng cà phê muối. Mình sẽ cho vô đây 180g nước đường nha mấy bạn. 180g nước đường. năm mươi gram dầu ăn, 3 muỗng cà phê bột bơ đậu phộng, 3 muỗng đầy nha, 3 muỗng có bơ đậu phộng vô ăn cái bột nó thơm nó béo, 3 muỗng cà phê bơ đậu phộng và 1/2 muỗng cà phê rượu mai quế lộ nha, có rượu mai quế lộ vô ăn cái bánh nó mềm nó thơm, 1/2 muỗng cà phê rượu mai quế lộ nó có vị vị thơm. Rồi mình sẽ trộn đều lên nhé bạn, trộn đều cho bột nghỉ khoảng chừng 20 phút thôi. Bột nó mình mới làm nó ướt rồi, nó sẽ ướt rồi, nhưng mà sau khi bột nghỉ rồi bột sẽ ráo rồi mình không có bị dính tay nữa cả. Dầu mới thì bột mới thì nó dính rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cho mới trộn thì bột nó ướt, nhưng mà cái công thức mà trộn bột làm bánh vỏ bánh trung thu của mình nó thơm lắm nha các bạn, mới trộn vô là đã ngon thơm rồi. Rồi mình sẽ cho bột bột nghỉ 20 phút ha. Khi cho bột nghỉ thì mình lấy cái ni lông mà mình phủ lại nha để tránh bột nó khô. Giờ mình làm nhân bánh trung thu chay nha mấy bạn. Ở đây mình có là hạt dưa, mình mua về mình rang nha, mè rang cho nó hơi vàng nó mới thơm. Hạt sen đập nhuyễn, hạt điều đập nhuyễn, hạt bí cũng đập cho nó nhỏ thôi nha. Ở đây là nấm đông cô với lại nấm mèo á. Mình bỏ xí đường, xí nước đường với lại một xí dầu mè, mình xào lên và xào sấy cho nó khô ráo thì nha. Mứt gừng, mứt chanh. Và cái này là để mình làm như trứng nha, làm đỏ trứng nha. Làm đỏ trứng nướng. Rồi đây mình sẽ trộn vô. Cái nguyên liệu của mình như đây là phân nửa 500g, nửa ký ha. Nửa ký. Làm từ cà rốt nha, cà rốt rồi xong rồi mình sên lên, sên với đường lên, sên với nước đường,
cho nó chín rồi nè. Thì nửa ký nhân như vậy á, mình làm mỗi thứ mức là 70 gram. Nửa ký nhân như vậy mình sẽ cho 70 gram bột bánh dẻo nhân vô ha, bột nếp để làm bánh dẻo. Rồi mình trộn đều ha, mình trộn đều. Và cái này là nửa kg cho nên mình sẽ cho vô đây là ba muỗng súp nước đường, một muỗng súp nước tương, một muỗng súp ngũ vị viên ha. Mình nói lại nha, 3 muỗng súp nước đường, 1 muỗng súp nước tương, nửa muỗng súp rượu ngũ vị hương, rượu mai quế lộ, với 1/4 muỗng bột ngũ vị hương nha mấy bạn. Cái này mình đã cho vô rồi, mình sẽ trộn vô. Và 1 muỗng cà phê dầu mè ha. Một phần tư muỗng muối, một xíu muối thôi các bạn, một xíu muối thôi, chưa tới 1% muỗng muối, một xíu muối thôi. Mình trộn nhân xong mình tắt lại, mình thấy dính vậy là được. Nhưng mà nó dính như vậy là được ha. Mình trộn cho đều. Nếu nó khô quá thì mình có thể mình cho thêm xíu nước đường, mình cho thêm xíu nước đường thì cũng phải cho thêm xíu nước tương để nó dằn cái độ ngọt lại. Giờ mình bắt nhân nha bạn. Cái bánh trung thu 200 g, cái khuôn bánh trung thu 200 g thì mình sẽ để cân nhân là 130 g và bột là 70 g nha. Để rồi. Bột 130 g. Nhân 130 g, bột 70 g nha mấy bạn.
mình bắt cho chặt nha, bắt càng chặt lắm rồi mình gói bột nên nó dễ. Rồi mình làm cho nó sao nha, mình sẽ cân nhân là 130g bột, vỏ bánh là 70g thôi. Rồi bây giờ tới phần mình ép bánh nha bạn. Mình ép bánh vô khuôn nha. Cái bánh này mình đang ép nè. Cái tay mình giữ chặt cái khuôn xuống nha. Mình đẩy cái này xuống mình ép. Ép cho chặt. Rồi mình sẽ lấy bánh lên như vậy nè. Mình làm bánh trung thu hình con cá chép nha mấy bạn. Đây. Thì bột sau khi mình ủ 20 phút rồi đó, bột nghỉ 20 phút rồi mình sẽ lấy ra, mình chia bột, là bột hết dính tay rồi, mình chia bột 70g ha, cái bánh 200g nhân 130g thì bột 70g, xong mình ép cái bột trên tay vậy ha, mình gói nhân lại nè, mình gói được 2/3 cục nhân thôi, thì mình vừa nắng vừa đẩy lên. Để cho khi nào mà cái vỏ bánh nó gói được cái cục nhân ha. Đó, vừa đánh vừa đẩy lên. Đó. Rồi, nó đã gói được cục nhân rồi, dễ lắm, không có khó đâu mấy bạn. Rồi gói cục nhân rồi, mình sẽ cho vô khuôn. Mình nhớ quét dầu vô khuôn ha. Dầu vô khuôn, quét dầu vô cái xay. Rồi phết dầu vô tay mình để nó đừng có bị dính. Lấy bánh ra dễ dàng. Rồi mình sẽ cho vào khuôn như vậy nè mấy bạn. Rồi mình sẽ nhấn cho bằng cái đáy khuôn ha. Rồi mình sẽ ấp xuống. Đó, ấp xuống. Mình giữ khuôn thật chặt. Mình đẩy xuống khuôn thật chặt. Rồi mình ép nè. Mình ép cái bánh xuống. Rồi mình ở đây nè. Mình sẽ nhấn xuống, mình nhấc cái viên. Đó, nhấc lên. Lấy bánh lên. Đó. Đây. Đây là cái bánh trung thu mình mới ép xong. Bây giờ mình để vô lò nướng ha. Hôm nay mình làm bánh trung thu hình hai con cá chép này là bánh trung thu chay. Cho nên mình làm hai con cá chép cho nó dễ thương. Khi mình để vô khay nướng mình để phải hở nha. Đừng có để đụng nhau, tại vì khi nướng bột nó vẫn còn đợn nở một xíu. Nó sẽ bị đụng nhau. Rồi trong khi chờ đợi thì mình mở lò đó. Giờ mình cho bánh vô nướng nè mấy bạn. Giờ mình sẽ cho bánh vô lò nướng nè mấy bạn. Mình nướng ở nhiệt độ 220 độ C và mình nướng là khoảng 25 phút nữa mấy bạn. Đây là bánh chay nên mình chỉ phết mặt với nước đường loãng với lại miếng dầu ăn lên cho nó bấm thôi nha. Còn nếu mà bánh trung thu mặn thì mình phết trứng luôn. Rồi, giờ mình nướng 220 độ C. Mình nướng 25 phút nha. Bánh trung thu chay nhân thập cẩm đã nướng xong nha. Bây giờ mình lấy ra nha, mình phết xí dầu với nước đường lên nha, tại vì bánh chay cho nên mình không có phết bằng trứng, cho nước đường cho cái mặt bánh nó vàng đẹp, nước đường cho nó vàng bóng đẹp. Rồi mình để vô lò lại chừng 2 phút cái mặt bánh nó khô là được nha. Bánh trung thu này mình nướng là 25 phút nhiệt độ là từ 220 độ C, nướng nhiệt độ 220 độ C. Okay.
Trung thu chay nhân thập cẩm, nhà mình đã nướng xong nha quý vị. Mời cả nhà mình ăn bánh trung thu. Ngon lắm nha.